Nghe đâu mấy con khủng long sáu sừng Axolotl này đang rất là hot nên mình cũng tậu ba con về nuôi. Nếu mà có nhiều màu hơn thì mình sẽ tậu thêm, nhưng mà hiện tại mình chỉ có tìm thấy ba màu. Mấy con này mình cảm thấy nó khá là dễ nuôi, mình nuôi được khoảng vài ngày rồi mọi người. Khuôn mặt của tụi nó thì cực kỳ là hài hước ha, nhìn vô tụi nó là không bao giờ thấy buồn luôn. Cho dù là bị bồ bỏ hay là thế giới có bị sụp đổ đi nữa thì cái mặt của tụi nó không bao giờ biết buồn và luôn nở một nụ cười tươi trên môi, như con màu đen này nè, mọi người thấy cái miệng nó thấy ghét không? Để mình trải nghiệm thêm một thời gian nữa xem mấy con này nó như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì cho ăn của tụi nó cũng hơi cực, tại vì cũng phải đút từng mỏm tụi nó mới chịu ăn.